một mùa bên này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mr. B. Đâu nhờ, từ đâu, đọc từ đâu. Em có làm gì đâu mà quay em. Cái gì em không làm gì nên nói quay em đó. Vậy là mình tổng như thì sao? 1, 3, 2, 4, bắt đầu. Sao thử luôn. Dễ á. Cho anh 50 năm. 1, bắt đầu. Ok. Để như kiểu trong đây có não không ấy, kiểu như thế. Không có não không ạ? Có não ở nhà không? Để làm. Không biết diễn sao luôn á. Không biết diễn sao luôn á. 2, 1, bắt đầu. Rồi, đặt mặt đi. Rồi, mở mắt. Hôn nhau. Hôn nhau. Thế thì có cần cái cận mi nói cho hôn nhau. Con chó và chị đi là lúc ta chẳng ngần ngại nói những thứ không nên, mình từng yêu nhau đến vậy lại buồn không má cái cười vui vào vì giang tay ra thôi không hết like tặng một người một đoạn ok đúng. Anh vẫn hay cố xem lại đôi dòng tin nhắn cuối là lúc ta chẳng ngại ngần nói những thứ không nên. Sai lời rồi nhá. Tim nhẹ nhõm hơn phần nào đau thương. Hẹn em ở một cuộc đời khác ít đau khổ hơn. Vì tình yêu đâu chỉ được vui bởi những kỷ niệm. Một ngày mà hai chúng ta từng gọi là sau này. Theo nắng chiều phai đi, anh phải làm sao hơn. Dạ vâng. Xin lỗi. Không biết làm đâu. Bệnh viện mình còn chưa đau mổ đâu. Đau mổ và tim em. Hai, bắt đầu. Chẳng ở bên này em đẹp nhất trong đời. Xin giữ lại tháng năm bên người như một phần của nỗi buồn. Bên đó. Bác sĩ,
bác sĩ, bệnh nhân sao bác sĩ? Không sao đâu, anh yên tâm đi. Giúp mình bác sĩ. Bác sĩ của em. Bác sĩ ơi, ra ngoài bác sĩ. Đến đây đủ hết chưa nhỉ? Dạ đủ rồi đấy ạ. Ok, vậy chúng ta bắt đầu họp nhá. Dạ vâng. Quay xuống đi em. Sau này theo nắng chiều phải đi, anh phải làm sao hơn? Chẳng biết lúc nào sự giải thoát vòng lặp trong lòng. Alo. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hẹn em ở một cuộc đời khác. Ok, và Mr. B vừa mới hoàn thành MV Hẹn Em Ở Một Cuộc Đời Khác 10 phút trước. Và cảm xúc của mình lúc này thực sự là đang rất là hạnh phúc, rất là ngỡ ngàng. Vẫn chưa tin được rằng mình đã có thể chờ được đến ngày hôm nay, khi mà mình đã có được một sản phẩm debut như ý và chỉn chu đến như vậy. Và lúc này thì vẫn còn một, không phải một chút nữa mà còn rất nhiều cảm xúc. Tại vì là vừa mới đóng xong cái cảnh cuối đau thương lắm mọi người. Bây giờ cảm xúc nó dâng trào lẫn lộn lắm, bởi vì MV lần này được anh Hải là đạo diễn và chị Hoa viết kịch bản, thì nó có rất nhiều phân đoạn cảm xúc hay và khó để diễn tả ra. Và Mr. B đã hiểu nó thông qua anh Hải. Anh Hải là một người truyền cảm xúc cho Mr. B rất nhiều, và cộng với bạn diễn viên Thư Vũ nữa. Bạn nữ diễn phải nói là perfect, rất là giỏi luôn ấy. Và đến nỗi mà bạn ấy có thể truyền luôn cả cảm xúc cho B luôn ấy. Và không biết nói gì nhiều hơn. Mong rằng mọi người sẽ cùng đón xem và ủng hộ Mr. B trong MV lần này. MV đầu tay, MV debut, và rất mong mọi người sẽ thích nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều.